Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý từ biên tập viên Hạnh Quyên. Xin mời chị ạ. Dạ vâng chị Thúy Vân ạ. Trong ngày hôm nay thì tại Bắc Bộ trời vẫn tiếp tục âm u nhiều mây, trái lại khu vực Nam Bộ thì trời sẽ là ít mây nắng mạnh ạ. Như là tại thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có thể thấy là có một lớp mây mỏng, nắng chói. Nhiệt độ lúc 11 giờ đã lên mức là 33 độ. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà toàn khu vực Nam Bộ, hôm nay nhiệt độ cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Nắng sẽ xuất hiện ở khu vực Tây Ninh, Đồng Phú, Biên Hòa với mức nhiệt là 35 độ. Lui xuống thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác, nhiệt độ trong khoảng từ 32 đến 34 độ, quý vị cũng sẽ cảm thấy nóng. Đi kèm với nắng mạnh thì chỉ số tia cực tím hay chúng ta còn gọi là tia UV cũng khá là cao. Chỉ số này tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau sẽ đều ở mức 9 trong khoảng thời gian từ 10 đến 13 giờ. Nếu để ra tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng quá 20 phút mà không có các biện pháp bảo vệ thì da có thể bị cháy nắng, thậm chí là bỏng rát. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian này. Còn nếu phải ra đường thì quý vị đừng quên là mang theo mũ, kính, áo chống nắng và bôi kem chống nắng thường xuyên. Còn đối với quý vị ở thủ đô Hà Nội thì tia cực tím không quá đáng ngại, thế nhưng thời tiết ẩm cao, nhiệt độ cao nhất ở mức là 22 độ, đi kèm với độ ẩm luôn trên mức là 80%. Đến tối thì trời sẽ có mưa ẩm và độ ẩm cũng sẽ tăng lên nhanh chóng ở mức trên 90%. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục với Chuyển động 24 giờ.